Cháu tính bao giờ sẽ tổ chức cưới? Cháu sẽ coi ngày. Cưới xong, chúng cháu sẽ về Sài Gòn. Cháu đã nói với nó chưa? Dạ chưa. Nhưng như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng cháu. Dân ơi, ra má biểu con. Ngồi xuống đi con. Em muốn chúng ta tổ chức ở nhà hàng nào? Đâu cũng được, em nghĩ đơn giản thôi. Cảnh muốn đưa con về Sài Gòn, má thấy cũng tốt. Dạ, sao cũng được ạ. 8 giờ sáng mai anh đón em. Nhớ chuẩn bị đủ giấy tờ. Thưa bác cháu về. Con có ăn gì không? Cả ngày không ăn uống gì rồi, má lo lắm. Con không đói. Má quyết như vậy cũng vì hạnh phúc các con. Má nghĩ con sẽ yêu nó như má đã yêu ba con. Không đúng, má chưa bao giờ yêu ba con. Không yêu ba làm sao má có các con? Má đã làm tròn bổn phận người vợ. Má nghĩ con cũng sẽ như vậy. Con phải coi cảnh là cuộc sống của con. Con sẽ về với công việc cũ ở Sài Gòn. Ba để con quyết định mọi việc. Chỉ còn có tình thương của con. Con mới thuyết phục dân. Làm người vợ tốt được. Con sẽ làm tất cả vì vợ con. Cô ơi! Cảm ơn em. Má, con muốn đi mua ít thứ. Để má biểu cảnh chở con đi. Con sẽ phải sống với anh ta suốt đời. Má để con đi một mình đi. Con đi gặp ông ta phải không? Nếu con muốn, má cũng không ngăn được. Hay để má chở con đi. Con xin má lần cuối cùng, để con đi một mình. Lão có ở nhà, bái. Cháu lên anh Thái. Mày có biết gì sao? Dung không lên đây với tao nữa không? Cô ấy muốn tao nói với mày. Tại sao các người cứ thích can thiệp vào chuyện đời tư của tôi vậy hả? Vì tụi tao thấy mày không thực sự yêu con bé. Mày làm vậy cũng vì trả thù Thu thôi. Mày hãy nói thật đi. Em đến lâu chưa? Em vừa mới tới.
Anh hãy trả lời câu hỏi của anh ấy đi. Em nghi ngờ anh sao? Không. Nhưng em không còn tự tin. Cô ta đã ra khỏi anh từ lâu rồi. Tao đã cấm mày không được nhắc đến cô ta. Mình biết cậu sẽ nói gì rồi. Tôi đang tự hỏi, cậu có xứng đáng được anh ấy yêu như vậy không? Vâng. Anh Danh gọi cậu về phải không? Cậu không có quyền nhắc tới tên anh ấy. Nhung gọi tôi đến đây làm gì? Tất cả sẽ không thay đổi được đâu. Tôi gặp cậu cũng vì điều đó. Cậu ngồi xuống đi. Anh Danh nhờ mình gửi cậu món quà cưới. Tất nhiên không phải là lúc này. Mình không dám nhận đâu. Cậu có biết anh ấy đã nói gì không? Anh Danh nói chưa bao giờ anh ấy cảm thấy cuộc sống ngọt ngào như bây giờ. Khi anh ấy biết rằng cậu đã yêu anh Danh sẽ rời khỏi đây. Mình gian cậu, cậu đừng nói nữa. Anh ấy thật sự muốn cậu được hạnh phúc. Làm sao anh ấy lại có thể nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc kia chứ? Cậu im đi. Nếu không vì anh ấy, tôi cũng không thèm nhìn mặt cái loại người bạc nhược, không biết ý nghĩa của cuộc sống. Cậu chỉ sống có một lần, tôi cũng vậy. Tại sao cậu hủy hoại nó? Cậu có chết, tôi cũng không thèm khóc cho cậu đâu. Ăn đi con nè. Dạ cảm ơn bác. Má đã lên phường lấy giấy chứng nhận con chưa có gia đình rồi đó. Có khi tuần sau tụi con mới đi đăng ký được. Vì anh Bình phải về quê mới xin được giấy. Em ăn đi. Sao cứ ngồi lì vậy? Tại sao con không ăn? Không ăn mà làm gì vậy? Hả? Nói mau! Nói mau! Tại vì con ngán phở! Ăn tiếp đi mấy đứa. Ai cho phép em đến gặp Dân lúc này? Chúng tôi đã nói hết chuyện với nhau rồi. Cô ấy là người sống vì người khác. Tôi yêu Dân cũng vì lẽ đó. Việc gì anh phải làm như vậy? Nó không xứng đáng. Còn biết bao người nghèo đói kia kìa. Anh không đem tiền giúp họ đi. Việc gì mới cho con ngốc nữa. Em không được nói với ai chuyện này hết. Anh Quy phải được quyền biết. Em đã nói với Quy chưa? Anh nghe đi. Lỡ Vân nó gọi thì sao? Sài Gòn gọi anh. Alo. Tôi Danh đây. Sao? Họ đồng ý rồi à? Tôi chỉ muốn thu lại đủ số tiền mà tôi đã bỏ ra thôi. Anh đừng hỏi lý do. Tôi muốn trở lại với những ham muốn của mình ngày trước. Chào anh. Anh định ra đi thật à? Tôi đã nói dối với em bao giờ chưa? Chẳng lẽ anh vì cô ấy
Vậy mà em cứ nghĩ anh làm như vậy với chứ. Em tưởng tôi dùng số tiền đó để kéo cô ấy về với mình sao? Rất may là em chưa nói với Dân. Em không thích chị đưa em đi. Em ghét chị thật à? Không, em không ghét chị. Em không thích chị lấy ông bánh phở. Em nói nghiêm túc đấy chứ. Chị đừng đi cạnh em. Chị có tiền không? Để làm gì? Đưa em đóng tiền học. Đóng tiền gì? Chị không thấy thông báo trên bàn. Chị không đưa thì thôi. Em cần bao nhiêu? 100.000. Em cần nhiều như vậy để làm gì? Kêu chị khỏi đón em. Em có muốn anh đi cùng không? Cả nhà cứ làm như con ra pháp trường vậy. Chị có sao không? Đi lấy chồng thì có sao nào. Sẽ đến lúc em cũng phải như chị. Em có muốn đi với chị không? Má, đây là chuyện cả đời. Tại sao má thúc ép như vậy? Ba, con đi đây. Em không đi hả? Ta đi chứ anh. Đi. Hạnh phúc mà như vậy hả? Sao anh không nghe máy? Họ đi rồi phải không? Đi anh.
ông hãy đến đó ngăn họ lại đi. Nếu ông thật sự yêu chị ấy, alo, tôi là Danh đây. Tôi muốn ông lên đây ngay. Chúng ta vẫn có thể thỏa thuận với nhau. Tôi muốn đi khỏi đây, càng sớm càng tốt. Chào giám đốc. Xin chào. Các bạn đã tổng kiểm kê tài sản của công trình xong chưa? Thưa ông, chúng tôi còn nhiều hạng mục đang tiến hành. Hôm nay có xong được không? Thưa ông, phải 2 ngày nữa. Có việc rất quan trọng, anh cần phải biết. Ra đây với em đi. Dân có nói gì với anh không? Không. Chuyện như vậy mà cô ta giấu anh hả? Anh có thể gọi cô ấy ra đây không? Mày đợi tao đăng ký xong đã. Anh có còn tỉnh táo không? Hồ sơ của anh chị đã xong hết rồi đó. Sau đây chúng tôi sẽ niêm yết tại trụ sở của phường. Trong vòng 15 ngày, nếu không có ai khiếu nại thì mời anh chị tới đây lấy giấy chứng nhận kết hôn. Anh chị đã xong thủ tục. Chúc anh chị hạnh phúc. Cảm ơn, chào anh. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? Có chuyện gì? Mày nói đi. Tại sao chị có thể giấu anh Cảnh một chuyện quan trọng như vậy? Tôi đã làm gì sai? Anh Cảnh, ông Danh đã tặng cho cô ấy toàn bộ số cổ phần của ông ta tại công ty của em. Chị đóng kịch khá lắm. Anh hãy hủy ngay bản kết hôn kia đi. Nếu không, anh sẽ ân hận suốt đời. Anh nói gì tôi không hiểu. Có đúng vậy không? Anh Cảnh, chúng ta phải bình tĩnh nói chuyện với nhau. Anh Cảnh! Buông ra! Gia đình chúng ta không có hạng người như anh. Anh còn đánh tôi à? Tôi sẽ không nương tay đâu. Tại sao các người ai cũng chống lại tôi? Vì anh là một thằng hèn. Anh có chấp nhận cô vợ của anh nhận một khoản tiền lớn như vậy từ người tình của cô ta không? Nói láo! Ai nói tụi bay như vậy? Tôi phải trao quyền hành cho cô ấy. Anh không tin tôi sao? Anh hãy vào nói với họ tạm quản đi. Cô phải nói hết cho anh ấy biết. Thank you.
Muốn cho tôi đi tù hả? Xin lỗi anh. Đi gì đứng. Anh Huy, anh nhìn đi. Dừng lại, ta kêu dừng lại. Dừng. Cái gì đã làm cho em ra thế này? Hãy đứng lại, nói cho anh nghe đi. Người ta nói chiếc xe đậu dưới đường là của ông. Ông giải quyết sao thì tùy. Kéo xe về nội đi. Kỳ Dân, ai đã gây ra chuyện? Nói cho anh nghe đi. Anh có thể giúp gì được cho em? Dân! Dân đâu? Anh Cảnh! Anh Cảnh! Buông ra! Dân! Giả mang. Con nói ai giả mang? Ai cũng vậy hết. Con đi đâu? Đi tìm chị Dân. Buông nó ra. Ba. Ba. Tao là nhân nhượng với mày. Tao sẽ giết nó. Anh sẽ không làm gì được hắn đâu. Anh đi đâu? Anh không thấy chúng ta phải giải quyết việc này sao? Ông đừng đi theo tôi. Dân. Tôi đang ở bên cô ấy, cô hãy đến ngay đi. Dân đang ở đâu? Chị Dân đang ở nhà, anh về nhà đi. Em đi đâu? Cô đưa Dân về bây giờ đi. Về đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Chính tôi cũng đang định hỏi cô. Tôi thấy cô ấy và đi theo. Có chuyện gì vậy? Mày qua đó xem cô ấy về chưa? Ông hãy đưa chị ấy đi. Đi khỏi đây. Nếu không chị ấy sẽ chết mất. Được, cô đợi ở đây. Tôi đi lấy xe. Nó đã lừa con. Nó biết Dân ở đâu mà. Chuyện gì đã xảy ra? Các người đã làm gì em tôi? Chúng tôi chưa hỏi tội cô ta. Dân đâu? Thùy đâu? Cô ấy đang ở bên Dân phải không? Em đây. Em đang đi tìm
Em sẽ về ngay mà. Thùy chưa tìm thấy Dân. Tao sẽ giết ông ta. Ông Danh sẽ đưa chị đi. Chị không thể về nhà lúc này được. Chị có nghe em nói không? Em sẽ đi cùng với chị mà. Em hứa sẽ trừng trị hắn. Anh kêu em đi vô đi. Buông tao ra. Hãy để tao giết hắn. Anh Cảnh. Tôi chấp nhận nộp phạt. Các anh cầm giấy tờ đi. Tôi phải lấy xe đưa cô ấy đi bệnh viện. Chúng tôi phải làm biện bản. Các anh muốn giết gì cũng được. Tôi đang rất dội. Anh có thể cho tôi ký trước được không? Thôi được, ông cứ đi đi. Chúng tôi sẽ đợi ông. Cảm ơn, chào anh. Tại sao anh đi theo tôi? Tại sao ông lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy? Nhưng nói với anh phải không? Ông lại dùng tiền. Chó chết. Tôi không muốn cô ấy lệ thuộc vào các người. Ông nói láo. Ông làm thế nào để biến một cô gái hiền lành thành một đứa khốn nạn như vậy? Anh nói tôi không hiểu nổi. Cô ấy đã chẳng đồng ý lên Cảnh rồi sao? Và cô ấy cũng đồng ý cầm tiền của ông chứ. Ai nói với cô ấy chuyện này? Ông đừng lừa tôi. Lên xe đi. Tôi muốn tôi với ông đến một chỗ nào đó. Được. Tôi chờ anh ở lối vào khu du lịch. Giờ tôi có việc phải làm. Không để nào. Tôi không còn tin ông nữa. Để thỏa mãn cơn nóng giận, anh đánh tôi đi. Đánh tiếp đi. Được. Tôi chờ ông đó. Ông đi đâu? Tôi sẽ đưa hai chị em cô tới một khách sạn ở ngoại ô. Cô hãy chăm sóc Dân giúp tôi. Tôi không ở lại đó được. Tôi có một số việc cần giải quyết. Ông có đồng ý lấy chị tôi không? Không. Tại sao? Tôi không thể nói cho cô biết. Mong cô hiểu. Ông có yêu chị tôi không? Đây là đâu hả cô? Chị cháu đi đâu? Cháu đi Đà Lạt. Cháu cứ ngủ tiếp đi, còn lâu mới tới. Cháu không buồn ngủ nữa. Nhà cháu ở Đà Lạt à? Dạ không. Vậy cháu lên đó làm gì mà đi một mình? Cháu đi tìm anh. Cháu tìm.
Vậy cháu có biết anh cháu ở đâu không? Nè, nói thiệt cô nghe đi. Cháu bỏ nhà đi phải không? Ta về thôi. Tuấn ơi! Thu! Cô giáo chủ nhiệm nói hôm nay nó không đi học. Trời ơi! Chính em đã đưa nó đến tận đây mà. Tôi chết rồi. Sao? Nó xin em tiền. Tuấn ơi! Cô ấy không có lỗi gì hết. Tôi xin lỗi vì hấp tấp. Cô ấy giờ ở đâu? Anh sẽ không bao giờ có được cô ấy nữa đâu. Chúng ta không được phép phạm sai lầm. Không, mày phải đưa tao đến đó. Em nghĩ cũng phải một lần cho xong. Cậu nói đi. Hãy nói thật. Họ còn có thể sống với nhau được không? Các anh biết Dân ở đâu phải không? Anh nói với nó, hãy làm theo ý mình. Anh còn muốn có cô ấy nữa không? Đi. Nè, cháu còn biết ai ở đây không? Cháu có biết anh cháu làm gì không? Nếu cháu kiếm không ra, hãy đưa địa chỉ này cho xe ôm. Cô có thể giúp được đó. Tôi đã nói với họ, chúng ta ở đây. Cũng chẳng sao. Em nghĩ đã đến lúc mọi sự phải rõ ràng. Alo, tôi Danh đây. Tôi sẽ ra ngay. Em hãy ở lại đây. Mai chúng ta gặp lại nhau. Tôi không muốn bất cứ ai gây sức ép cho cô ấy lúc này.
Buông ra. Các anh muốn gì ở tôi? Chúng tôi muốn gặp cô ấy. Để làm gì? Chẳng phải các anh đã đuổi cô ấy rồi sao? Tôi muốn ông đưa vợ tôi ra đây. Nhưng chưa phải là vợ của anh. Từ lúc này, bất cứ kẻ nào không tôn trọng tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi xin lỗi. Nếu anh còn như vậy, em và anh Quyên sẽ không theo phe anh đâu. Dân đang bị ngất, chưa tỉnh lại được. Để tôi vào. Không. Tôi có ý kiến này được không? Ông nói đi. Chúng ta tất cả phải rời khỏi đây. Không ai được phép gặp cô ấy. Nếu cô ấy chưa có quyết định cuối cùng. Ta về thôi. Vậy thôi. Đi. Chào em. Em biết mình phải làm gì rồi đó. Em hiểu. Hoàng hôn.